có một lối nhỏ dẫn tôi mang theo bên ngoài của khu rừng để đi đến một lâu đài gần đó. Nắng sớm của bình minh làm cho khung cảnh nơi đây vốn dĩ đã đẹp càng trở nên huyền ảo. Khu vườn lớn, tôi đã thấy một ngôi nhà lộng lẫy hiện ra. Người ta gọi đây là Calendar House, nhưng đối với tôi thì nó đủ lớn để có thể gọi là một lâu đài. Nó có niên đại từ thế kỷ 14. Trong ngôi nhà có rất nhiều cầu thang và hành lang dẫn đến các phòng. Nếu dành cả thời gian một ngày, chưa chắc đã đi hết. Một kiến trúc tuyệt vời với rất nhiều cửa sổ, cho dù ở bất cứ góc nào cũng có view hướng ra bên ngoài rất đẹp. Mặc dù có sơ đồ chỉ dẫn, nhưng tôi vẫn loay hoay, không tìm được lối ra. Và vô tình tôi đã khám phá ra có một căn bếp trong Calendar House. Tôi thật bất ngờ khi mở cánh cửa. Những gì tôi đã đọc được trong các tiểu thuyết hay trong các câu chuyện cổ tích đều bắt đầu từ những câu chuyện có thực. Từ nhiều trăm năm trước đây, họ đã có những nhà bếp đẹp, có nhiều cửa sổ nhìn ra những khu vườn rộng và nhiều phòng kho. Tôi thật sự có ấn tượng đẹp với những trang phục nhà bếp của phụ nữ Scotland. Nó có nét riêng biệt, rất đẹp, vừa xinh xắn dễ thương, vừa quý phái. Tôi đã được cô ấy mời nếm thử một chiếc bánh quy gừng vừa mới làm xong. Đó là một trong những công thức làm bánh từ nhiều thế kỷ trước. Tôi cảm thấy rất thú vị về cái căn bếp này và còn rất nhiều thứ để khám phá nơi đây. Chắc chắn tôi sẽ quay trở lại thăm nó vào một dịp khác. Ở trong Calendar House còn có một phòng trà rất đẹp. Tôi đã được thưởng thức một tách trà đặc biệt của vùng Scotland và thư giãn, thả tầm nhìn ra xa, ngắm cảnh hoàng hôn bao phủ xuống khu rừng.